Công dụng bất ngờ của cây bồng bồng. Dược liệu được sử dụng điển hình nhất dưới dạng nước sắc với liều được khuyến cáo là 6-12g mỗi ngày, có thể dùng cả dạng tươi hay khô hoặc linh hoạt kết hợp với những vị thuốc khác nhằm nâng cao tính công hiệu. Thứ nhất, điều trị ho. Cam thảo đất 16g, rau khúc 30g, lá bồng bồng 20g. Sau khi rửa sạch thì bạn cho vào nồi nấu cùng với 600ml nước, đun còn 1/3 thì chắt lấy nước, chia làm 2 lần uống trong ngày. Mỗi ngày dùng một lượng như trên, dùng đến khi bệnh đỡ. Thứ hai, chữa trị hen suyễn. Dùng 12g lá bồng bồng, 12g lá cỏ sữa to cùng với 20g lá dâu, những vị thuốc cho vào ấm, đổ thêm một bát nước, đun trên lửa nhỏ đến khi còn nửa bát. Bạn uống khi nước thuốc còn ấm nóng, dùng mỗi ngày một thang. Thứ ba, chữa viêm đường hô hấp. Dùng 12g lá bồng bồng, 16g cam thảo đất cùng với 20g cây cứt lợn, rửa sạch các vị thuốc, rồi cho vào ấm sắc chung với 500ml nước trong khoảng 20 phút. Chia đều lượng thuốc thu được thành 2-3 lần uống trong ngày, chỉ sử dụng một thang mỗi ngày. Thứ tư, trị những bệnh phế quản. Chuẩn bị 7-10 lá bồng bồng, cho dược liệu vào nồi, nấu trên lửa nhỏ với 1 lít nước, thu lấy 500ml chia làm 3-4 lần uống trong ngày, sử dụng duy trì một thang mỗi ngày đến khi biểu hiện bệnh hết hẳn. Thứ năm, thuốc diệt cháy. Chuẩn bị nhựa cây bồng bồng cùng với dầu dừa lượng bằng nhau, cho hai nguyên liệu trên vào nồi rồi đun nóng trên lửa nhỏ cho tan vào nhau, chờ thuốc ấm rồi thoa lên tóc và ủ trong khoảng 1 giờ, sau đó gội lại đầu với nước sạch. Lưu ý không sử dụng bài thuốc từ cây bồng bồng cho một số đối tượng sau đây. Thứ nhất, phụ nữ mang thai và đang cho con bú. Thứ hai, trẻ em dưới 1 tuổi. Hãy đăng ký kênh để biết thêm nhiều mẹo hơn bạn nhé!